Tập phim Đường vui qua nước gái tơ. Đại vương, đại vương, đại vương, đại vương, đã thám thính rõ ràng chưa? Thần thám thính rõ rồi ạ. Tân vương của Tây Lương Nữ Quốc hôm nay đăng cơ. Tốt lắm. Sư phụ nhìn kìa. Sư phụ. Xem kìa sư phụ. Đây là đâu mà đẹp thế này? Bát giới, xem nước dưới sông này. Xem kìa. Ôi nước trong quá, phải uống mới được. Cứ từ từ thôi. Mời sư phụ uống à. Đại sư huynh, ta không uống đâu. Kìa xem kìa, Tây Lương Nữ Quốc. Tây Lương Nữ Quốc. Đúng đúng, Tây Lương Nữ Quốc. Ngộ Không, sắp vào đến nước toàn đàn bà con gái. Các con phải đứng đắn, nghiêm túc. Đừng làm gì để mất thanh danh người xuất gia, nghe chưa? Sư phụ cứ yên tâm. Oh,
Bá Giới, nhanh lên, tránh ra nào. Tránh ra. Bá Giới, giơ mặt mũi của đệ ra dọa họ đi. Nữ vương bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, tạ ơn bệ hạ. Nữ tử tham kiến bệ hạ. Nữ tử tấu một khúc nhạc mừng đại vương nhân ngày lễ đăng cơ. Chúc đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng tỳ bà của ngươi làm ta mê lắm. Ngươi có thể tấu một khúc nữa chăng? Dạ thưa vâng. Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Khởi tấu bệ hạ. Có vị cao tăng từ nước Đại Đường đến xin bái kiến. Từ Đông Thổ Đại Đường đến à? Mau mời vào. Vâng. Cho các ngươi lui. Bần tăng là Đường Tam Tạng, từ nước Đại Đường đến, xin tham kiến nữ vương bệ hạ. Đường Tam Tạng xin bái kiến bệ hạ.
Bần tăng là Đường Tam Tạng, xin bái kiến bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Mau mời Cao Tăng thượng tọa. Tạ ơn bệ hạ. Xin bệ hạ đóng quốc ấn vào sứ điệp này, để bần tăng cùng ba đồ đệ nữa tiếp tục lên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh. Bệ hạ. Đường Tam Tạng, họ Trần, hiệu là Tam Tạng. Cao Tăng nhà Đường hóa ra mang họ Trần. Dạ thưa bệ hạ, đúng ạ. À, bần tăng họ Trần, pháp danh là Huyền Trang. Thần được vua Đường ân sủng gọi là Ngự Đệ, cho nên đổi luôn thành Đường Tam Tạng. Hóa ra là Ngự Đệ. Bệ hạ, Ngự Đệ đi đường xa khó nhọc, giờ hãy nghỉ ngơi để lấy sức khỏe đã. Còn bạn sứ điệp này, trẫm sẽ cho người mang đến sau. Xin kính chào Cao Tăng Đường Tam Tạng, xin đa tạ. Xin mời vào. Mau vào xem nào. Xin mời. Xin đa tạ. Bát Giới, xem kìa. Xem kìa. Thằng ngốc này. Sư phụ ngồi đi. Sư phụ sao thế? Xin đa tạ. Sư phụ. Sư phụ làm sao thế? Xin mời uống trà. Xin đa tạ. Xin đa tạ. Bát Giới. Xin mời. Đại huynh làm cái trò gì thế? Bệ hạ. Bệ hạ.
Bệ hạ, đây là chiếc túi hoa có được một lá bùa quốc bảo được truyền lại của nữ quốc chúng ta. Xin bệ hạ đeo vào để phòng thân. Dạo này Tây Lương nữ quốc có chuyện vui. Bệ hạ, không biết có chuyện gì vui vậy? Là... Thôi, cho các người lui. Vâng. Bệ hạ, Thái sư, Tây Lương nữ quốc chúng ta xưa nay chưa từng có người đàn ông nào. Này có cao tăng là Tam Tạng, ngự đệ của vua Đường sang đây. Đây là mối lương duyên ngàn năm có một. Bệ hạ định... Ta định kết duyên, nhường ngôi báu cho chàng. Còn ta thì làm hoàng hậu. Đây là việc quốc gia đại hỷ. Bệ hạ cùng ngự đệ kết duyên, sinh hạ con cái cháu chắt, đời đời nối nghiệp đế vương. Thái sư, bệ hạ, thần xin lĩnh sứ mệnh đến tâu cho ngự đệ được minh bạch hảo ý của bệ hạ. Xin mời thái sư. Quý khách đến, xin thứ lỗi không nên đón từ xa được. Mời thái sư, xin mời. Xin mời ngồi, xin đa tạ. Sư phụ, xin đa tạ. Sư phụ, làm sao vậy? Sư phụ, sư phụ, sao thế nhỉ? Sư phụ, vừa nãy trông thần sắc còn khá, sao bây giờ lại... Sư phụ làm sao thế? Cả bát giới nữa kìa. Sư đệ, sư đệ, đau bụng quá, đau bụng quá. Làm sao các vị cao tăng lại đau quằn quại như vậy? Sư phụ và sư đệ của ta đều bị đau bụng. Chắc là sư phụ ta bị cảm lạnh rồi. Xin hỏi trước khi đến đây, các vị có uống nước sông không? Có, có. Ta và sư phụ ta uống những nửa bát. Ai ngờ lại đau bụng như vậy. Các người còn cười được à? Còn không mau mang cho chúng tôi bát canh nóng lại đây. Ngộ Không, sư phụ, các vị đừng vội bực mình. Canh nóng cũng không chữa được chứng đau bụng này đâu. Thế là thế nào? Tây Lương nữ quốc chúng tôi xưa nay không có đàn ông. Dòng sông các vị vừa đi qua gọi là sông mẹ con. Sông mẹ con. Phụ nữ 20 tuổi ở nước chúng tôi mới dám uống nước sông này. Uống xong sẽ sinh con đẻ cái. Sư phụ và sư đệ của ngài uống nước sông này nên cũng mang thai rồi. Ít lâu sau cũng sẽ đẻ thôi. Đồ đệ, thế này là thế nào? Chết tôi rồi, lão chư này sắp sinh con rồi. Sư đệ, sư đệ, sư huynh xem, nó đạp mạnh quá. Sư đệ đừng lo, giờ chín thì khắc dụng. Khoét một lỗ trên bụng đệ là đẻ được thôi mà. Ôi đau quá sư huynh ơi. Mau mau mời bà đỡ đi. Ngộ Không, sư phụ, sư phụ, xin thái sư chỉ chỗ thầy lang để đồ đệ của tôi đi cắt thuốc về phá thai. Uống thuốc cũng không tác dụng gì đâu. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Các vị đừng lo, ở phía Nam Thành có núi Giải Dương. Ủa?
Nước giếng quý này có phải là cho không đâu. Vì tôi đi vội quá, không kịp mang theo rượu hoa hồng. Nhưng tôi có kim ấn của Thái sư đương triều đây. Xin sư phụ cho tôi ít nước giếng, để cứu sư phụ tôi là Đường Tam Tạng. Thế ra ngươi là Tôn Ngộ Không à? Đúng là Lão Tôn đây. Người khác thì ta còn cho một ít, chứ Tôn Ngộ Không thì ta dứt khoát không cho. Tao có thủ án gì với sư phụ đâu. Người đã gặp Thánh Anh Đại Vương bao giờ chưa? Đó là Hồng Hải Nhi ở Động Hỏa Vân chứ gì. Tôi đã gặp rồi. Hồng Hải Nhi là cháu ta. Ta là huynh đệ của Ngưu Ma Vương. Vừa rồi đại huynh ta gửi thư đến nói, chính Tôn Ngộ Không ngươi đã hại cháu ta. Ta đang định tìm ngươi trả thù, nay ngươi lại dẫn sát đến. Hồng Hải Nhi đã theo Quan Âm làm đến chức Thiện Tài Đồng Tử, sao ngươi còn trách ta? Đi làm nô lệ cho người ta, làm sao tự do tự tại bằng làm đại vương? Còn khỉ không biết phải trái là gì kia, ngày tận thế của ngươi đã đến rồi. Ngộ Tĩnh, sư phụ lên giường nằm nghỉ đi. Xin tha tội chết cho tôi. Sư phụ, nhị sư huynh, đại sư huynh sắp về rồi. Ai đấy? Sư phụ, nước dụng thai đây rồi. Sư phụ uống đi.
Sư phụ thấy thế nào rồi? Bệ hạ, Thái sư, bệ hạ, tình hình thế nào rồi? Ngự đệ và một đồ đệ trước khi đến đây đã uống phải nước sông mẹ con. Bây giờ họ thế nào rồi? Bệ hạ khỏi lo, đồ đệ của đường ngự đệ đã đến núi Giải Dương xin nước dụng thai rồi ạ. Thế thì tốt quá. Sáng mai, Khanh mời thầy trò họ chuyển vào ngự hoa viên nhé. Chuyển vào ngự hoa viên để cho ngự đệ được thư thái tinh thần. Vâng. Bệ hạ, xin mời. Uyên ương hồ điệp cùng sóng đôi, sắc xuân khắp chốn cho lòng ta say. Hỏi nhỏ thánh tăng, cô gái kia đẹp chăng? Đừng nói chi đến vương quyền phú quý, đừng sợ chi giới luật thanh quy, chỉ mong được mãi bên người mình thương. Thank you.
Tại sao thế gian này vẫn còn một cô nam, một quả nữ như chúng ta? Tại sao chúng ta lại không thể thành đôi được? Bệ hạ, bần tăng xuất gia tu hành khổ luyện chính là để cứu rỗi chúng sinh khổ hạnh, để thế gian này không còn chuyện chém giết, can qua, để nhân gian không còn thù còn oán. Ngự đệ, Thái sư, chúng tôi mang đến cho ngự đệ một tin vui đây. Thái sư mang đến điệp văn thông quan cho chúng tôi đi à? Tôi đến để chúc mừng ngự đệ. Chúc mừng ngư? Chẳng hay Thái sư mang đến tin vui gì vậy? Thưa ngự đệ, Tây Lương nữ quốc chúng tôi vốn xưa nay không có đàn ông. Nay trời xui đất khiến để ngự đệ đến đây. Tôi phụng mệnh đến cầu hôn cho nữ vương chúng tôi. Cầu hôn ư? Cầu hôn? Cầu hôn ai? Có phải cầu hôn lão Trư không? Này thằng ngốc, sư phụ đã cùng nữ vương du lãm ngự hoa viên, đương nhiên là... Không được nói bậy bạ. Thái sư, chúng tôi đây có ba đồ đệ, không biết Thái sư muốn cầu hôn ai? Thưa ngự đệ, tôi chỉ được giao phó sứ mệnh đến cầu hôn với ngài thôi. Sau hôn lễ, ngài sẽ còn được lên ngôi trị vì cả Tây Lương nữ quốc chúng tôi nữa. Sao lại như thế được? Thưa sư phụ, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Sư phụ may mắn quá. Đừng nói linh tinh. Đây đúng là một mối lương duyên. Ngự đệ hãy mau chóng cử hành hôn lễ. Người đã xuất gia, sao có thể hoàn tục nữa? Việc này là không thể. Ngự đệ hãy suy nghĩ cho kỹ, chớ bỏ qua cơ hội tốt này. Thái sư, sư phụ tôi là khâm sai của thiên tử Đại Đường, đã tu hành đắc đạo, không ham vinh hoa phú quý, cũng chẳng yêu mến gì nữ vương của Thái sư. Thái sư hãy về bẩm với quốc vương, mau trả bản sứ điệp để chúng tôi còn lên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh. Tôi có ý kiến thế này. Nữ vương của Thái sư đang cần lấy chồng phải không? Thái sư hãy bẩm với quốc vương để ta ở lại là xong mà. Không được, không được. Tôi thành tâm mà. Trưởng lão cũng là một đấng mày râu, nhưng mặt mày... Tôi trông xấu xí, nhưng gái thuyền quyên, trai anh hùng, giờ này có ai chê đàn ông xấu xí bao giờ? Trông bộ dạng của đệ kìa, bệnh cũ lại tái phát rồi à? Tránh ra chỗ khác đi. Ngự đệ hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng tuyệt tình như vậy. Sư phụ, bằng lòng đi thôi, đừng nói sảng bậy. Sao con, sư phụ cứ ở lại đây mà tận hưởng sung sướng. Cổ nhân có câu, nhân duyên thiên lý một sợi tơ. Còn mối nhân duyên nào đẹp hơn thế này nữa? Đúng đúng. Ngộ không, nếu ta ở lại đây hưởng vinh hoa phú quý, thì còn ai sang Tây Thiên thỉnh kinh nữa? Đúng vậy, đại sư huynh. Ngự đệ khỏi lo nghĩ nhiều. Nữ vương tôi chỉ có ý giữ ngự đệ ở lại, còn để ba đồ đệ của ngài nhận sứ điệp sang Tây Thiên thỉnh kinh. Thôi, thế là hết. Được, được. Thái sư nói có lý đấy. Sư phụ cứ ở lại. Mau trả sứ điệp cho chúng tôi đi Tây Thiên đi. Sư phụ cứ ngồi xuống. Lúc về nhất định chúng con sẽ ghé thăm sư phụ và sư nương. Được, được. Chúng tôi đều thuận rồi đấy. Mau bày tiệc chia tay để chúng tôi còn lên đường. Sư phụ. Cái con khỉ này. Sao con lại nhận lời? Dù chết ta cũng không thành thân. Hay là chúng ta trốn đi vậy?
Nếu trốn được đi là tốt nhất, nhưng bản sứ điệp vẫn chưa lấy được. Sư phụ, có gì khó khăn đâu. Sư phụ bảo lão tôn biến hóa vào cung lấy bản sứ điệp ra, đóng chuyện vào là xong. Sư phụ nhìn kìa. Chết rồi. Thái sư đã bày thế trận, làm sao mà trốn được? Xem ra không còn cách nào khác. Sư phụ, muốn trốn đi không khó đâu. Hãy cử Chư Bát Giới ra đánh họ trước. Lại nói sằng bậy rồi. Còn biết sư phụ không nhẫn tâm mà. Huynh biết sư phụ không nhẫn tâm, sao còn bảo đệ ra đánh? Ta cũng không nhẫn tâm mà. Sư huynh đã đánh giết vô số yêu tinh, sao hôm nay lại từ bi thế? Họ toàn là các cô gái xinh đẹp, không phải là yêu quái, yêu tinh, làm sao ta lại đánh họ được? Đúng, họ toàn là đàn bà con gái, làm sao mà ra tay được? Để nỡ lòng nào đánh giết họ? Trốn không được, đánh không xong. Thật khó quá. Phải làm thế nào bây giờ? Sư phụ, theo con, chúng ta cứ ở đây dăm ba ngày, ăn uống cho thoải mái đã. Con im đi. Sư phụ cứ yên tâm. Bạn nãy con nói sư phụ ở lại là tương kế tự kế. Con nói gì? Sư phụ cứ tạm nhận lời đi. Khi nào chúng con lên đường sang Tây Thiên thì sư phụ thành thân với nữ vương. Vớ vẩn. Đệ tưởng là diệu kế gì, chứ ý nghĩ vớ vẩn đó thì lão chư cũng nghĩ ra được. Để im đi. Sư phụ, chỉ cần sứ điệp được triện kim ấn, con sẽ dùng phép định thân giữ chân quần thần họ ở lại đây. Khi chúng ta đi rồi, con sẽ lại dùng phép thuật hóa giải, thế là vẹn cả đôi đường. Thế đấy hay đấy sư phụ ạ. Đúng thế. Thế là vẫn phải đi à? Sư phụ quyết định đi à? Sư phụ. Thôi thì đành vậy. Vâng. Bệ hạ, có tin vui rồi. Thần đã thay mặt bệ hạ cầu hôn ngự đệ. Các đồ đệ đã đồng ý để ngự đệ ở lại nữ quốc ta thành thân. Nhị đồ đệ còn đòi có bữa tiệc chia tay đấy. Còn ý của đường ngự đệ, xem ra còn phân vân chưa dứt khoát. Hãy cho họ đi thụ lộc chùa. Còn ngự đệ thì hãy mời đến chỗ ta xem quốc bảo. Thái sư, đêm tối thế này, Thái sư còn đưa bần tăng đi đâu? Đi xem quốc bảo của nữ quốc từ xưa truyền lại. Ngày mai xem cũng đâu có muộn. Sao phải đi xem vào lúc đêm tối thế này? Quốc bảo phát ra ánh sáng lấp lánh, xem ban đêm mới thấy đẹp. Mời. Đi đi. Bát Giới, nữ vương này hiếu khách nhỉ. Cô ta biết ta vừa mới phá thai, cơ thể yếu ớt nên mới mời chúng ta vào cung cho ăn uống quý lý thế này để bồi bổ sức khỏe. Ăn cái này đi này. Nhị sư huynh, ăn đi này. Ăn đi. Chưa.
Đại sư huynh, thái sư mời sư phụ đi xem quốc bảo, không biết là trò gì đây? Điều đó thì còn phải xem đạo hành của sư phụ. Sư phụ đi lâu quá rồi, lỡ có điều gì bất chắc thì... Không sao đâu, biết đâu họ lại có ý tốt. Ý tốt. Ý tốt. Ngự đệ, xin mời. Xin mời. 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 Thái sư. Thái sư. Bệ hạ. Bệ hạ. Thái sư nói là dẫn bần tăng đi xem quốc bảo, không ngờ lại lạc vào tầm cung của bệ hạ. Ngự đệ, xin hãy xem quốc bảo. Bệ hạ, chẳng lẽ trong mắt chàng thiếp không được coi là quốc bảo không? Xin mời chàng ngồi. Chàng ngồi đi. Chàng hãy nhìn xem, ngọn nến này cũng hiểu được lòng người. Nó báo hiệu hôm nay sẽ có niềm vui. Chẳng hay niềm vui của bệ hạ là gì? Thiếp là nữ vương của Tây Lương nữ quốc, đã hưởng trọn vinh hoa phú quý, nhưng chưa được hưởng chút hoan lạc của đời thường. Trời đất đã run rủi chàng đến đây cho chúng ta thành đôi. Sau này chàng lên ngai vàng, thiếp sẽ làm hoàng hậu, và đấy mới là điều hạnh phúc nhất trong đời thiếp. Tâm Phật tứ đại giai không, bần tăng đã đoạn tuyệt với duyên trần, không màng vinh hoa phú quý. A Di Đà Phật. Chẳng nói tứ đại giai không mà mắt cứ nhắm lại. Nếu chàng mở mắt ra, thiếp không tin là đôi mắt chàng trống không. Chàng không dám mở mắt ra nhìn thiếp thì còn nói gì là tứ đại giai không? A Di Đà Phật. Chàng ơi, đừng nhắm mắt lại, hãy mở mắt ra đi. Chàng mở mắt ra nhìn thiếp đây này.
Bần tăng mở mắt ra nhìn bệ hạ thì cũng để làm gì. Chàng ơi, chàng ơi, nhiều thức ăn quá. Nào nào, uống đi. Chàng ơi, lẽ nào chàng lại không thích thiếp thật ư? Hôm nay đêm khuya thanh vắng, thiên thu có một dịp này, chàng hãy chiều thiếp đi. Tâu bệ hạ, tôi đã nương nhờ cửa Phật, lại có lời hứa với hoàng đế Đại Đường, xin bệ hạ hãy để tôi đi Tây Thiên. Nếu kiếp sau còn duyên phận, thiếp chỉ biết có kiếp này, không muốn biết kiếp sau thế nào. Kiếp này chúng ta có duyên với nhau đấy. Chàng ơi, bệ hạ, chàng ơi, hãy chiều thiếp đi. Chàng ơi, chàng ơi, ngự đệ chàng ơi, ngự đệ chàng ơi, đêm khuya thanh vắng, chúng ta hãy nằm nghỉ đi. Sao chàng hờ hững với thiếp thế? Vừa rồi chàng nói lời đường mật với nữ vương, sao lại hững hờ với thiếp thế? Sao lại như thế? Chàng chờ đã. Yêu quái và người sao có thể vơ đũa cả nắm? Ta nói cho người biết, đêm nay ta đã mang ngươi vào động Tỳ Bà này làm vợ chồng với ta. Sự tình xong xuôi, ta cũng có thể làm nữ vương của Tây Lương nữ quốc. Ta cùng ngươi tha hồ hưởng vinh hoa phú quý. Ngươi rõ chưa? Đừng có hại người. Ngươi lưu luyến nữ vương ư? Người phải theo ta vào giường. Ta không dịu dàng như nữ vương đâu. Ta có sức mạnh và rất nhiều thủ đoạn của ta.
Sư phụ! Ngộ Không! Sư phụ! Thằng hòa thượng kia dám cả gan xông vào động của ta, làm hỏng việc của ta. Đồ yêu quái thối thây không biết xấu hổ kia. Ở đây này. Sư huynh. Sư huynh sao thế? Đại sư huynh ngồi đây đi. Đại sư huynh đang đánh nhau với yêu quái, sao lại lạc đến đây? Không biết con yêu quái đó lấy binh khí gì đánh vào đầu ta đau quá. Thường ngày đại sư huynh huynh hoang nói là đầu sọ đã luyện kỹ rồi, sao không chịu nổi đòn của nó? Thì đúng thế, nhưng không hiểu sao đau quá. Đại sư huynh đau ở đâu? Để đệ xem nhé. Không sưng không sốt, sao lại đau? Ôi đau quá. Đau quá bát giới ơi. Để đệ đến nữ nhi quốc mời thái y đến khám cho đại sư huynh. Nhị sư huynh, không sưng không sốt thì biết uống thuốc gì? Vậy phải làm thế nào? Cứu sư phụ mới là việc quan trọng. Để mau đi cứu sư phụ đi. Để đệ đi diệt con yêu quái đó. Bát giới, cẩn thận đấy. Ngự đệ chàng ơi, chàng chịu khó chiều ta nhé. Chúng ta hãy làm vợ chồng của nhau đêm nay. Mau trả lại sư phụ cho ta. Tiểu mỹ nhân cũng xinh đẹp đấy nhỉ.
đừng có sờ vào đó nữa, đau lắm. Mão Nhật Tinh Quan đến rồi. Mão Nhật Tinh Quan à? Mão Nhật Tinh Quan, mau cứu tôi với. Đây chắc là con yêu quái phun chất độc vào người ngươi đấy. Tinh Quan trợ giúp nhanh cho, đau quá. Ôi hay quá, hết đau rồi. Xin tạ ơn Tinh Quan. Không phải tạ ơn ta đâu, Quan Âm biết các người bị nạn nên sai ta đến cứu giúp đó thôi. À, mà con yêu quái đó đâu rồi? Chúng ta ra xem đi. Hóa ra là con bọ cạp. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Tình ta mênh mông như biển trời, nhưng chí chàng còn rộng lớn hơn. Kiếp này đôi ta không duyên phận, đành lặng lẽ chúc chàng bình an. Đã mấy lần trăng tròn trăng khuyết, ta ra đi để lại những vấn vương. Sư huynh nhìn kìa, vị nữ vương này đa tình quá. Nếu không đa tình thì đã không có chuyện như vậy. Các con, đi thôi. Sa đệ, gánh hành lý đi. Đi thôi. Ngự đệ chàng ơi, mang yên hồn chia.